vui khoe với Princess Lifestyle, là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu đến quý vị công ty Princess Lifestyle. Và thưa quý vị, bây giờ là một cái chương trình rất là đặc biệt. Hồi đó giờ thì quý vị nghe chúng tôi giới thiệu hoặc là quý vị muốn mua thuốc vân vân thì thường là đến các đại lý hoặc là quý vị gọi trực tiếp vào công ty. Đây là cơ hội cho quý vị có thể tự mua cho chính mình mà lại càng được là cũng được giảm giá nữa. Chưa kể đây là một cái cơ hội kinh doanh làm ăn, đúng không ạ? Khi quý vị nếu mà muốn mua cho người thân, bạn bè hoặc là bán lại thì đây là cơ hội để mà chúng ta kinh doanh. Công ty vừa mở ra một cái service, một cái dịch vụ mới, tất cả dựa trên cái việc mà kinh doanh và buôn bán qua website. Nó giống như là một cái gọi là iShop vậy đó, mua online. Nhưng vấn đề ở đây là quý vị sẽ làm chủ cái account website của mình, không là tự quý vị log in vô, quý vị mua cho chính mình, mua đi bán lại, mua order gửi về Việt Nam bất cứ lúc nào được discount ít nhất tối thiểu nhất là 10%. Số tiền không nhỏ phải không quý vị? Nếu mà chúng ta mua số lượng càng nhiều càng lớn, mua cho mình sử dụng hoặc là mua đi bán lại thì cơ hội chúng ta tự kiếm tiền ở nhà thôi, không cần đi đâu xa. Nhiều khi gọi một vài cú phone hoặc là vì biết những người quen của chúng ta, những ai muốn mua dược thảo thì quý vị có thể đứng ra mua giùm, không ạ? Bán càng nhiều càng được nhiều tiền. Đây là cơ hội cho quý vị có thể tự kinh doanh. Quý vị đang ở nhà chưa có việc làm hoặc là đã làm một số việc, bây giờ có thời gian muốn làm việc thêm thì đây là cơ hội để quý vị có thể gọi là tự kinh doanh chính mình qua cái chương trình gọi là Be Your Own Boss, guarantee 100% của công ty Princess Lifestyle. Tụi mình cho biết thêm cái chương trình này. Tức là mình tự làm chủ lấy công việc của mình, nó giống như mình là self-employed, mình tự làm chủ. Thì như vậy thì có lẽ là mình có thể ở nhà mà mình vẫn bán hàng được, phải không ạ? Đúng rồi. Cái vấn đề là mình chỉ cần có một cái account với công ty. Và tại sao chúng ta phải có account? Vì lý do rằng là khi vị bán hàng xong, công ty biết quý vị bán, người bán đó là ai, đang công ty gửi tiền commission về cho vị, không à, gửi tiền commission bởi vì cái việc bán thoải mái, không à, rồi xong đó tất nhiên là khi quý vị set up account thì công ty lấy những cái information quý vị, ví dụ như là tên, địa chỉ, số social, gửi form 1099 để cho quý vị vân vân. Mà khi mà quý vị bán xong, quý vị có commission, công ty tự động gửi về, không cần nhắc nhở gì hết, gửi tự động gửi về. Thì quý vị muốn biết thêm chi tiết về cái chương trình này đó thì quý vị có thể gọi vào công ty ở số là 1-800-990-8319, ghi danh sớm, không vào register sớm rồi bắt đầu làm việc ngay, ghi danh xong là làm việc ngay, bán thuốc có tiền ngay. Mà nhiều quý vị nói là ok, bây giờ tôi phải bán hay không, mua cho mình cũng được, công ty không có khe đến cái chuyện mà quý vị mua mục đích tại vì làm gì, cho chính mình, cho bạn bè, cho người thân hoặc bán cho người khác không thành vấn đề, miễn sao chúng ta có set up một cái account với công ty thì chúng ta sẽ được quyền bán thuốc của công ty. Mà cái đặc biệt đó anh Khanh, tức là mình không phải cất inventory trong nhà. Đúng rồi, không cần. Tức là mình nhà mình ở apartment hay là nhỏ bé gì đó mình vẫn làm việc được. Mình chỉ cần đưa cái order vào trong công ty thôi. Mình set up cái account xong mình bấm, mình đánh vô, ví dụ khách order bao nhiêu, mình đánh vô, cái order chuyển thẳng về cái warehouse của công ty rồi công ty sẽ ship hàng đi. Đúng rồi. Thành ra là mình chỉ là người take order thôi và mình lãnh lương chứ mình không cần phải ship hàng đi, mình cũng không cần phải có cái chỗ để đựng hàng, tức là phải có một cái inventory ở nhà riêng, không cần phải như vậy thưa quý vị. Ví dụ người khách order món hàng gì, mình cứ đánh vào cái computer, send qua cho công ty là xong. Đúng rồi. Như vậy là mình có được cái tiền commission. Và rất là đơn giản và dễ dàng. Đơn giản, dễ dàng, không có tốn phí. Mình có thể ở nhà giữ con nè, làm những công việc gì mình thích này, rồi đúng làm rồi. Thêm cái này. Phải không? Không cần phải, có nghĩa là mình tự làm chủ đấy công việc của mình. Rất là tiện lợi thưa quý vị. Mà Lưu Vinh Linh có biết rằng thì là nhiều khi đó mình làm ăn buôn bán một công ty mà uy tín lâu năm như vậy đó thì mình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhất là dược thảo, vì dược thảo là dược thảo của công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita.
vào đó, vào cái trang web đó là quý vị có thể order bất cứ cái mặt hàng nào cũng được, mà không thể bạn chính bản thân chúng ta, mà ví dụ như những bạn bè người thân mà chúng ta mà họ cũng muốn giống như chúng ta thì cũng được làm một cái account như vậy, thưa quý vị. Và không phải là như Phạm Khanh nói là cái commission đó mà ít nhất thấp nhất là 10%, nhưng mà nếu mà quý vị bán trên 1.000 đồng một tháng á, lại được bonus thêm 1% nữa, tức là 10% original và base commission cộng thêm 1% bonus nữa. Nếu chúng ta bán trên 1.000 đồng có nghĩa là mình được 11%. Rồi, nếu chúng ta bán trên 2.000 đồng thì là được 2%. Cứ dễ nhớ là 3.000 là 3%, 4.000 là 4% vậy á. Nhưng mà lên tới 5.000 á là được 5%. Wow, nhiều lắm quý vị. 10.000 là 8% và 30.000 là 10%. Đúng rồi. Thành thử ra rằng là nhớ là vừa vô mình bán bao nhiêu, số lượng bao nhiêu không cần biết, là sẽ được 10% commission. Sau đó mà bán trên 1.000 đồng, nhớ trên 1.000 đồng là bắt đầu quý vị nghĩ tới cái chuyện là mình được bonus nha. Trên 1.000 đồng là được 1%. 2.000 đồng, trên 2.000 đồng thì được 2%. Phải nói rất là đặc biệt cái chương trình này, Phạm Khanh nghĩ rằng là đúng ra là công ty phải ra từ lâu rồi để tạo điều kiện cho vì nhiều khi vì mua số lượng nhiều lắm. Muộn thuốc mình uống, mình dùng, mình mua cho người thân này kia mà mình không có được discount gì hết trơn á. Không, bây giờ là cơ hội vì mua là công ty sẽ đối xử giống như là quý vị là một cái người chủ cho chính cái business của mình, là chúng ta được giảm được commission ngay 10%. Tất nhiên là lúc mà quý vị mua thì phải trả tiền đầy đủ. Không à, ví dụ chúng ta mua 200 300 đồng cứ trả tiền đầy đủ, sau đó công ty ship commission về cho chúng ta. Không à, còn địa chỉ thì vì muốn ship ở đâu công ty sẽ ship đến đó. Không à, tất cả những vấn đề chúng ta làm qua internet, qua website. Ai có iPhone cũng làm rất là dễ dàng luôn, chứ không cần thiết là phải có phải có computer internet luôn, có iPhone làm cũng được luôn, rất là dễ dàng. Thì quý vị gọi cho công ty để biết thêm chi tiết ở số điện thoại là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Điều này Phạm Khanh thấy cũng thuận lợi cho những quý vị mà ở xa, phải không? Ở xa mà không có đi đến đại lý được mua nữa. Phụ nữ mà ở nhà mà không có thuận lợi để đi ra ngoài đi làm, giữ em nhỏ vân vân thì làm thêm cái này. Đúng chẳng rồi. Hạn như là nhiều lắm, tức là mình làm công việc gì mình cũng có thể làm thêm cái này được hết á. Yeah. Mình có thêm income hàng tháng. Yeah. Yeah. Rất là dễ, với lại sản phẩm của công ty đã quá nổi tiếng ở trên thị trường rồi, cho nên khi mình nói sản phẩm thì ai cũng biết. Mình không cần phải quảng cáo nữa. Đúng rồi. Phải không ạ? Người khách không cần quảng cáo, chỉ cần gặp cái người khách nào mà nói rằng ồ tôi xài cái này tôi hợp cái là mình có thể trở thành một cái đại lý của họ rồi. Đúng rồi. Họ không cần phải gọi vào công ty nữa, họ có thể liên lạc với mình trực tiếp. Đúng. Yeah. Tức là công ty ra cái chương trình này để mục đích là cho quý vị có thêm thu nhập. Không ạ? Thêm thu nhập thường thật sự ra vì biết là tìm một cái việc làm cho mình lúc này cũng rất là khó khăn, hoặc là nhiều quý vị đi làm đồng lương nó không có được cao đó. Rồi mình cứ làm tới làm lui năm này qua năm khác rồi dư giả nó cũng bao nhiêu hết cả. Thành thử ra là có những cái chương trình mà người ta đưa ra, người ta offer cho mình để mà mình có thể kiếm thêm thu nhập, không mà dù ít dù nhiều, hoặc là bây giờ cho chính cái nhu cầu bản thân mình muốn sử dụng dược thảo này kia, mua cho cha mẹ ông bà, nhiều khi chúng ta gom lại chúng ta mua nhiều của nó mà phải mất công thời gian chạy ra các đại lý vân vân. Bây giờ ở nhà vì dùng internet hoặc là dùng iPhone, quý vị nào biết dùng iPhone thì càng tốt, dùng iPhone chúng ta bấm order là hàng tự động ship về cho vì tùy theo cái địa điểm mà quý vị ở, ví dụ gần thì là 3 ngày 5 ngày, còn xa hơn thì cũng khoảng 1 tuần lễ mà thôi là hàng đã đến tận nơi quý vị luôn. Và khi mà ship đến nhà rồi thì là thuế chi phí vận chuyển đã bao gồm trong đó hết tất cả rồi, rất là dễ dàng. Không à, thành ra quý vị có thể là mình là người set up một cái account với công ty, không à, để mà công ty, để mà chúng ta có quyền order những cái sản phẩm đó. Set up account để làm gì? Để thứ nhất công ty biết bạn là ai, bạn order để mà biết mà trả commission cho bạn, phải không ạ? À, gọi cho công ty để mà biết thêm chi tiết. 1-800-990-8319. Lỡ các bác lớn tuổi mà giờ muốn làm cái chuyện này thì sao? Không thì liên lạc với anh Phạm Khanh cũng được. Gọi nếu cho Phạm Khanh, cũng hướng dẫn. Nếu mà hướng dẫn ở gần cái khu này đó thì có thể đến văn phòng Phạm Khanh hướng dẫn rõ ràng rồi có thể bắt đầu làm việc được liền. Đúng rồi, Phạm Khanh sẽ hướng dẫn, có những cái chương trình hướng dẫn tại văn phòng của Phạm Khanh, hướng dẫn vô website order mua sao dễ dàng lắm vị ơi. Nhiều khi đó là thật sự ra những người lớn tuổi đó mà không có rành computer hoặc là sử dụng không có thường xuyên, không quen thuộc đó, thì đến chúng tôi hướng dẫn cho cũng dễ dàng lắm.
Thì văn phòng Phạm Khanh ngay góc đường Grand Metro Magnolia lúc nào cũng sẵn sàng để mà đến để mà giúp đỡ cho vị những cái trường hợp như vậy đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Nhưng mà trước tiên hết đó, muốn biết thêm những cái chi tiết về vấn đề mà gọi là cái chương trình gọi là bán thuốc. À, quý vị gọi vô vì phải nói sao công ty mới hiểu. Vì nói là bây giờ tôi muốn trở thành một cái đại lý bán thuốc cho công ty online. À, như là cái lời mà anh Phạm Khanh với lại Lưu Mỹ Linh giới thiệu trên Digital Sài Gòn TV á, thì phải làm sao? À, nhớ là chuẩn bị những cái information của cá nhân mình nè. À, là thí dụ tên, ID nè, địa chỉ nè, số phone nè. Nếu bị là có email càng tốt, email đặng có nhiều khi đó trong một cái tháng nào đó công ty có những cái chương trình promotion ra nói bây giờ trong tháng này ai bán được cái này sẽ được cái này cái kia nọ. Bỏ qua thành ra phải có email, nên có email thì để mà mình công ty dễ dàng là liên lạc với quý vị hơn. Tên nè, ID nè, email, địa chỉ nè và kể cả số social nữa để mà công ty gửi cái form 1099 về cho quý vị nha, để mà chúng ta cũng để khai thuế. Và chắc chắn rằng là quý vị đừng có lo ngại, vì đây là công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita uy tín lâu năm trên cộng đồng. Thành thử ra rằng là quý vị bán thuốc cho một công ty danh tiếng này thì như Lưu Minh Linh nói, quý vị cũng sẽ yên tâm hơn, không có tốn nhiều thời gian để mà quảng cáo nữa. Không có tốn tiền quảng cáo, công ty tự quảng cáo cho quý vị luôn. Không tốn tiền quảng cáo, không tốn tiền chi phí, không tốn tiền mua thuốc inventory rồi lo ngại thuốc expire hết hạn này kia, không có lo gì hết á. Mình chỉ việc bán, tiền còn lại là công ty lo và hưởng commission mà thôi. Một lần nữa, mọi chi tiết xin gọi cho công ty ở số là 1-800-990-8319. Chương trình kiến thức dự thảo với Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh đến đây đã hết chưa rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm dược thảo của bác sĩ Morita.